Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 45 phút bắt đầu. Mình đang đun gelatin để làm thật. Mình sẽ làm bánh mì bột lọc. Cái món bánh mì rau câu mà hôm nay mình thực hiện á, thực sự là rất đơn giản. Chỉ cần một bánh mì và một bịch bột rau câu. Mình làm theo tỷ lệ nước, đường và bột giống như trên hướng dẫn. Sáng tạo thêm bằng cách pha màu, tạo hình. Cái phần nhân thì hôm nay mình đã kết hợp giữa nước dừa tươi, nước cốt dừa, dừa rang để mình tạo hình. Còn cái phần nhân bánh lọc thì mình dùng mứt mơ, mình cho vào trong để mình tạo cái màu sắc nó giống như là cái màu của tôm vậy. Món hôm nay em đang đến nó đơn giản là một cái trứng với lại nước tương, thì em có sử dụng ganache với lại cái này nó hơi giống tương cà vì cái mức dầu. Khi mình làm bánh thì mình cũng hay thường sử dụng puree thì nó rất là nhanh, cái mùi vị nó là tươi. Cam thì mình muốn làm một cái gì đó nó tượng trưng cho cái lòng đỏ của trứng. Chị Phương Anh sau khi thấy mà tất cả mọi người đã chuẩn bị nguyên liệu khơi khát cái tưởng tượng. Đúng rồi. Tại vì mình sử dụng những cái loại nguyên liệu đó mình cũng có đề cập. Nhưng mà khi mà Vân Anh nhìn các bạn chạy vô trong gian nguyên liệu để lái nguyên liệu á, thì mình cũng khá là ngạc nhiên là hoàn toàn không giống như mình suy nghĩ. Và nó sẽ hứa hẹn rất là nhiều điều bất ngờ. Thật ra làm bánh là một trong những nghề rất cực. Làm đã khó rồi mà lại còn cái cân đo đong đếm vị làm sao để mà cho phù hợp với lại cái người ăn nữa. Rồi chưa tính tới là mình còn phải sáng tạo thêm cái vấn đề là ngày hôm nay bánh này nó sẽ như vậy, nhưng mà qua tháng sau là bánh nó phải khác. Là mỗi tháng là đều thay đổi luôn. Trời, sao mà mọi người giỏi dữ vậy trời. Mình đang làm tới công đoạn decor luôn, trang trí luôn. Em vẫn làm giống của ban giám khảo nhưng có thay đổi một chút xíu về phần nguyên liệu. Mình sử dụng nguyên liệu ngọt, mọi người thường hay sử dụng với giống như là các loại mứt. Bánh mì chính là một trong những cái món ăn đặc trưng của đường phố Việt Nam. Tuy nhiên ngày hôm nay, căn bếp siêu bánh và những thợ bánh của chúng ta đã mang đến một chiếc bánh mì với một cái phiên bản cực kỳ mới và cực kỳ hấp dẫn. Wow, thèm rồi đó, nhìn là đã muốn thử rồi. Bên này có rau răm đồ luôn đầy đủ nha. Có đầy đủ rau răm, tiêu, rồi nước mắm đầy đủ nha mọi người. Còn bên này chị không có rau ăn kèm hả chị? Là mình sẽ trang bánh mì với trứng ốp la đúng không? Dạ, với nước tương kèm với lại một ít tương cà đó. Tương cà nữa. Sáng mình dân sáng cho nên là thấy bánh mì ốp la rồi bánh mì bột lọc thèm quá trời. Bây giờ chị có tự tin với lại tác phẩm của mình không? Em hơi còn một xíu đó. Nó không đủ rau. Nhưng mà không sao, với cái tác phẩm như vậy thì mình có quyền tự tin với những gì mình đã làm ra chứ đúng không? Em thì em thấy chấm phần nhìn là ok rồi đó. Trứng là đúng gu của em rồi. Thợ bánh của chúng ta lưu ý các bạn còn những giây cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm bất ngờ của mình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Wow, quả là một thử thách đầy gay cấn. Gà là má gáy là con gà cha. Dạ trứng gà của em đây nè. Con gà cha. Dạ trứng gà của em đây nè. Vậy vậy là gà chưa kịp gáy luôn. Gà chưa kịp gáy. Gà chưa kịp đi lên quanh trong sân luôn. Đúng rồi. Là lên trển nằm rồi. Lên đây rồi. Xin giới thiệu với ban giám khảo món bánh mì bột lọc. Còn bột lọc em làm từ rau câu. Wow. Em nghĩ là bình thường mình hay sử dụng sô-cô-la hoặc là fondant để mình làm đồ trang trí. Thì hôm nay em muốn thử sức mình với lại một cái chất liệu mới. Và cái món bánh mì bột lọc này là kết hợp hai món yêu thích của em. Thì em thấy món này được phổ biến ở miền Trung, nhưng mà em chưa có dịp thử cái món này ở ngoài đời. Thì khi mà em thấy đề bài đưa ra thì em nghĩ là hôm nay mình thử kết hợp hai món này mà với một cái hình dáng của đồ ngọt thử. Cho em hỏi một câu nha, tại vì thường thường là bánh bột lọc là phía trong nó có cái nhân, đúng không? Thường thường là tôm hay là thịt này nọ đó. Thì không biết là bánh bột lọc mình có nhân không? Dạ có, em có nhân là mứt đào của anh đó. Vâng, anh cũng chưa bao giờ ăn bánh mì bột lọc hết. Thì rất là hâm hở. Lát nữa nhớ cho chị xin nhiều điều lát nữa. Thực ra thì cái bánh mì này em làm ra ký tưởng ban đầu của em nó khác hoàn toàn với cái này. Em muốn đầu em định làm cái trứng và kết hợp trứng với lại cục xíu mại. Yeah. Nhưng mà em thấy bạn cũng có làm rồi, cho nên em nói là thôi bây giờ mình làm cái khác, mình có nghĩa sao. Thì em quyết định là cái trứng thì em sẽ biến tấu thành chả lụa. Cái phần thứ hai là em bị vấn đề về cái lòng đỏ. Em sử dụng cái cam nó có cái thịt. Em thấy cái này nó giống như là cái trứng mà mình phấy trên chảo á, cho nên là từ cái lòng đỏ thì nó biến thành cái ramboet. Còn thực ra cái cục xíu mại ban đầu của em á thì nó không có đông kịp, nó không canh được thời gian, nó không đủ tiên, cho nên là em thành cái tương cà tương ớt. Đúng rồi. Dạ. Em có hài lòng với lại sản phẩm của em không? Dạ em rất là hài lòng ạ. Em cảm ơn phần chia sẻ của anh, và ngay bây giờ sẽ là phần hấp dẫn nhất. Mình đến với phần chấm nếm của ban giám khảo. Andrew Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.